Chào các bạn. Hôm nay tôi lại giới thiệu với các bạn một cái trò chơi nữa có thể giúp chúng ta kiếm được tiền thông qua cái việc mà chơi trò chơi. Thì đây cái tên trò chơi là Pop Start Magic ở đây. Với cái trò chơi này thì chúng ta có thể kiếm được 100.000 mỗi ngày. Và cái số tiền này ta có thể dùng để đổi ra thẻ cào hoặc là ta có thể là rút về cái tài khoản PayPal của chúng ta. Còn nếu các bạn mà không có cái tài khoản PayPal này có thể liên hệ với tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta đăng ký cái tài khoản PayPal để ta rút tiền về tài khoản PayPal này. Khi mà ta được 5 đô, tức là được hơn 100 nghìn, người ta rút về được. Thì đây là một cái trò chơi, trong đó bạn chọn một cái nhóm màu sao cho trên dưới và nhấp vào để tiêu diệt chúng và chạm vào hai hoặc nhiều các cái ngôi sao liền kề để tiêu diệt chúng. Và bạn càng phá hủy nhiều các cái ngôi sao chỉ bằng một cú nhấp chuột, điểm số của bạn sẽ càng cao hơn. Đặc biệt ở trong cái trò chơi này là chúng ta sẽ thông qua cái việc mà chơi ở đây vừa là miễn phí giải trí nhưng chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền từ cái trò chơi này. Bây giờ các bạn hãy lấy cái điện thoại của mình ra và xuống dưới cái phần mô tả của video thì click vào cái link này để chúng ta tải cái trò chơi này về. Khi mà click vào cái link này thì nó sẽ đưa các bạn đến một cái giao diện như thế này. Thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta cài đặt hoặc là chúng ta có thể lên trên công cụ CH Play đây để chúng ta tải cái ứng dụng này về. Đây, Popseta Magic ở đây. Ta bấm vào ta sẽ cài đặt cái ứng dụng này. Đây là một cái ứng dụng mà trò chơi rất là hay. Mọi người có thể giúp mọi người có thể là giải trí trong các cái thời gian rảnh rỗi được và kiếm được tiền từ cái ứng dụng này. Đấy, như thế là ta đã cài đặt xong rồi. Bây giờ ta sẽ mở cái ứng dụng này lên nhé. Bấm vào cái ứng dụng này đây. Sau khi bấm vào Open thì nó sẽ đưa chúng ta đến một cái giao diện như thế này. Và cái này thì ta tắt đi, ta không cần phải để ý nhé. Ta bấm vào đây để ta tắt đi. Đấy, nó sẽ đưa chúng ta đến một cái giao diện như thế này. Khi mà chúng ta nhập cái mã giới thiệu vào thì chúng ta mới thấy được cái phần chỗ này để chúng ta rút tiền. Thì bây giờ ta sẽ bấm vào cái phần này, Inviter ở đây nhá. Ta nhập cái mã lúc nãy vào. Đây, ta sẽ nhập vào đây một cái mã. Đây là 95TR NXMA. Ta nhập cái mã này vào thì chúng ta mới có tiền nhé. Đấy, chúng ta nhập mã đó vào đây. Bây giờ ta sẽ nhập cái mã ưu đãi vào đây là 95TRNX3. Sau đó ta sẽ bấm vào đây, ghét ở đây, bấm vào đây nha. Đấy, như thế là ta đã được 300 điểm rồi. Đấy, như vậy là đã được tổng là 500 rồi. Và sau khi chúng ta nhập xong thì chúng ta sẽ thấy được là ở cái phần này, đây là cái mã để cho chúng ta đi giới thiệu và cái đường link để cho chúng ta đi giới thiệu và chúng ta sẽ kiếm thêm tiền từ cái hình thức mà đi giới thiệu như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ bấm lại, quay lại cái trang chủ. Khi mà chúng ta nhập mã xong rồi thì chúng ta sẽ thấy ở cái chỗ này nó hiện lên cái chữ reward ở đây. Để chúng ta bấm vào đây chúng ta xem. Thì đấy, thì nó sẽ hiện lên cái phần là đủ điểm, đủ số tiền thì chúng ta sẽ rút về được cái tài khoản PayPal của chúng ta. Đây, ví dụ đây là 5 đô này, 10 đô này, 5 đô này. Đây là rút về Amazon, còn đây là rút về PayPal này, 5 đô, 10 đô, rồi 25 đô. Khi mà đạt cái mức điểm này thì nó sẽ tương ứng với cái số tiền là đây thì chúng ta sẽ rút về cái tài khoản PayPal được. Và nếu bạn nào mà không biết tạo tài khoản mà không có tài khoản PayPal thì có thể là bán cái số điểm này lại cho tôi sẽ mua và sẽ trả tiền cho các bạn. Cái cách thứ hai để chúng ta kiếm tiền nữa là chúng ta bấm vào ở đây để vào cái vòng quay may mắn để kiếm thêm tiền. Đây, chúng ta bấm vào spin ở đây.
À, không được cái gì cả. Rồi. Đây là chúng ta được có mỗi một đồng thôi. Rồi. Đây được 5 lần quay thì còn 3 lần nữa. Cũng được có mỗi một đồng thôi. Đen quá. Rồi, cái này là được 15 đồng rồi. Rồi, cái này là được 80 đồng rồi. Là 80 điểm rồi. Rồi, bây giờ ta sẽ quay lại để ta bấm vào đây để chúng ta chơi trò chơi này để chúng ta kiếm thêm tiền. Giờ chúng ta bấm vào từ play ở đây. Đây cái chỗ này các bạn chơi là chúng ta sẽ bấm vào những cái chỗ mà có cái màu cùng nhau đây để chúng ta tiêu diệt nó đi. Đấy. Đấy, chúng ta cứ bấm vào những cái chỗ mà có màu giống nhau như thế này để chúng ta tiêu diệt nó đi. Đấy. Giờ ta bấm vào đây nha. Đấy. Đấy, như thế là thấy là điểm trên này là chạy rồi đấy. Đấy. Trò chơi này cũng rất là hay. Đấy, có thể là giải trí. Tranh thủ vừa giải trí rồi vừa kiếm thêm tiền. À, chúng ta có thể là chơi nữa hoặc là chúng ta có thể là dừng trò chơi lại để hay là không muốn chơi nữa thì ta thôi. Hôm sau ta mở ra ta lại kiếm tiền tiếp. Đây. Nên ta cắt đi này. Lưu lại cái level lúc nãy chúng ta vừa mới chơi. Sau khi mà làm xong rồi thì ta có thể vào đây chúng ta đăng nhập bằng cái tài khoản Facebook của chúng ta vào đây nhá. Bấm vào đây để chúng ta đăng nhập bằng cái tài khoản Facebook của chúng ta vào thì cái phần này thì nó dễ thôi, nó không khó. Thì mọi người tự làm, đăng nhập xong thì chúng ta có thể điền tên của chúng ta vào này, rồi số điện thoại của chúng ta vào. Và đây là cái mã code của các bạn ở đây. Thì cái phần này các bạn tự làm. Không khó gì cả, chỉ việc mà liên kết với tài khoản Facebook của chúng ta vào là được. Và xin được chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Nếu như có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì thì các bạn để lại bình luận nhé bên dưới của video và tôi sẽ giải đáp các bạn trong cái thời gian sớm nhất và sẽ giúp các bạn thể kiếm được nhiều tiền từ cái ứng dụng trò chơi rất hay này. Vâng, hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo của tôi. Xin chào.